em xin giới thiệu, đây là đồng hồ nữ, đồng hồ thụy sĩ đến từ thương hiệu Rado, hàng đã qua sử dụng, ngoại hình đẹp xuất sắc như mới tầm 95%, size của đồng hồ chiều ngang là 19, chiều dọc là 26, đồng hồ cơ cót, cũng giống như là cơ automatic chạy tự động, mình chỉ việc lên cót, lắc cái là đồng hồ hoạt động ngay, không cần thay pin, không lo hết pin, và đặc biệt vỏ và dây của đồng hồ này đều bằng bạc đúc. Em đeo cái đồng hồ này lên tay cho các bác xem nè. Bạc đúc trên cái đồng hồ này được chế tác theo dạng suốt, rất là đẹp, rất là sang. Đeo lên tay bắt sáng, nhìn từ xa nó chiếu lấp lánh, giống như là mình đeo vàng trắng lên tay vậy đó. Thương hiệu đồng hồ Rado đã quá nổi tiếng và đã quá quen thuộc đối với các bác yêu thích đồng hồ thụy sĩ. Thiết kế mẫu đồng hồ là rất là sang và rất là xinh. Mình mua về sử dụng hoặc là làm quà tặng là vô cùng thích hợp. Ngoại hình của đồng hồ đẹp xuất sắc như mới, vừa lãng cái đồng hồ, vừa là một món trang sức thời trang để mình sử dụng hàng ngày hoặc là đeo vào dịp đám tiệc đều phù hợp. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099. Các bác vui lòng cọc giúp em 300.000 hoặc chuyển đủ, em bao ship tận nơi cho mình. Đây là bộ máy của đồng hồ nè, bộ máy còn đạt xuất sắc như mới tầm 95%. Đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu Rado, bộ máy thụy sĩ Swiss 17 Zevel, 17 chân kính, đồng hồ cơ cót cho các bác sử dụng.